nó sẽ ra nước trong. Xin chào mọi người nha, đây là cái hình ảnh mà cái con bò cái nó có cái dấu hiệu gần như là đội đực này. Khi mà nó nằm á thì nó sẽ ra nước trong, nó ra rất nhiều như này này, không? Dấu hiệu mà nó khi mà nó đã đội đực rồi thì chắc ai cũng biết, nhưng mà cỡ một vài ngày nữa thì con này nó sẽ có dấu hiệu rõ ràng hơn. Còn vài ngày trước khi mà nó đòi đực thì nó sẽ ra nước như thế này. Đó. Và cứ mỗi lần mà nó nằm xuống thì nó sẽ ra nước. Như con này là một cái chứa này. Khi mà mình nuôi bò cái mà sinh sản thì mình phải để ý những đặc điểm như thế này. Tại vì bò nó đã đực nó rất là nhanh qua. Nên các bạn cứ có những cái dấu hiệu này thì chuẩn bị. Khi mà nó đực thì phôi giống hoặc là cho bò đực tới nhảy. Chứ không là nó qua mất thì mất khoảng 20 ngày sau nó mới đòi lại. Đúng rồi. Mập làm biếng đúng. Có cái rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Giờ vài ngày nữa là con nạp nó gần nó là nhây á. Giờ chưa đâu, 2-3 ngày nữa. Mà nuôi bò cá sinh sáng thì tránh trường hợp nuôi mập quá như này. Bò cá mà mập nó dễ bị nâng lắm, nuôi sao giữ cỡ như con này là được. Con này quá mập. Đó, đó. À. Khi các bạn mà vỗ trên lưng nó mà nó đứng im, nó không có né thì cái dấu hiệu nó càng rõ hơn. Và nếu như các bạn tiếp tục mà nhúng mạnh lên trên phía lưng mà phía sau á như thế này mà nó đứng im thì chắc chắn vài ngày sau nó sẽ có dấu hiệu đồ đực rõ.